Ok, thì bây giờ mình tiếp tục bắt thôi. Và bây giờ thì trời đang mưa. Bên này mình thấy có mấy con nè. Có một con rết đó nè các bạn. Rết đang chạy. Trời mưa nữa. Và mình thấy có mấy con bồ cạp con các bạn. Trời ơi sao lại mưa. Ok thì mình sẽ bắt xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Ok thì có một con nó núp ở đây nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nè. Đang núp ở đó. Trời thì đang mưa. Nên hôm nay mình cũng phải tranh thủ bắt nó thôi. Thì mình sẽ bắt xong thì nó sẽ mình sẽ cho bạn xem nhé. Ok bây giờ thì mưa đang rất là to các bạn. Bây giờ phải chạy qua lấy cái ba lô và mình phải mặc áo mưa vô thôi. Chứ để cho chạy là chết. Trời mưa đang rất là to. Thì mình bắt được hai con à và một con rết. Thì một lát mình sẽ cho các bạn xem. Đúng là chà mình bị trúng một cây gai. Ê chà. Đây, mình đi tiếp thôi. Mình cũng không biết cái ba lô nãy mình để ở đâu nữa. Ướt hết rồi. Một ba lô nãy để dục ở đâu nhờ? Đây đây, thấy rồi. Ok. Rồi sẽ mặc áo mưa vô. Ok thì chúng ta sẽ bắt được một cặp. Mình bắt được một cặp rồi. Thì mình sẽ làm clip sau cho các bạn xem. Thì nó ở trong này nha các bạn. Đó và một con rết. Ok xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé.